với Linh. Bóng đá là đam mê bất tận và chỉ có sức khỏe thì mới sống trọn vẹn với đam mê. Mình luôn cố gắng để không phụ lòng người hâm mộ. Để giữ vững phong độ ngoài tập luyện chăm chỉ thì phải có một sức khỏe thật tốt. Gia đình chính là điểm tựa vững chắc và là động lực để Linh cống hiến hết mình. Nên mong muốn lớn nhất là gia đình luôn khỏe mạnh, thấy ai ai cũng dùng nước ion kiềm và khỏe lên trông thấy. Không biết có thật không, tìm hiểu kỹ rồi Linh mới quyết định chọn nước ion kiềm chuẩn y tế để chăm sóc và bảo vệ cả nhà vì nó tự nhiên và an toàn. Tưởng nước ion kiềm khó uống, ai ngờ uống dễ chịu, thanh mát quá ta. Fuji Smart U60 thực sự tốt, không chỉ Linh mà cả gia đình đều thấy vậy. Sức khỏe của Linh tốt lên rất là nhiều, Linh thể thao tập luyện nhiều, rất cần bù nước, bù khoáng. Ngoài tính kiềm tự nhiên thì máy Fuji này bảo toàn khoáng chất tốt nhất cho sức khỏe mà còn giàu hydro chống lại các tác nhân gây bệnh nữa. Bởi vậy, người Nhật mới ưa chuộng loại nước này và sống thọ đến vậy. Ngoài Linh, cả nhà ai cũng thích và thấy sức khỏe tốt lên. Linh cảm thấy rất vui và an tâm mỗi khi đấu xa nhà. Sắp tới xong giải đấu, Linh nhất định sẽ lắp thêm cho mình một cái Fuji Smart U60 nữa cùng máy tắm Fuji cho ngôi nhà mới để chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Khi tôi có cái máy này là tôi uống rượu về thì uống một ly nước 9.5 là thấy rất là dễ chịu, đầu êm và bụng không bị đau nữa, rất là được. Và mấy bác hàng xóm sang chơi là nhìn thấy cái máy này rất là thích và cũng có ý định là muốn mua.